Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự nhóm 7 người chuyên dàn cảnh móc túi lấy tài sản ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Trước đó, một số người trình báo với cơ quan công an về việc bị kẻ gian móc túi lấy điện thoại di động trị giá hơn 4 triệu đồng tại quầy số 5 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ được nhóm người này. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm điện thoại di động đem về nhà trọ cất giấu. Kiểm tra hành chính 3 nhà trọ mà những người này thuê trọ tháng trên địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, cảnh sát thu giữ 25 điện thoại di động các loại, một thẻ ATM, một két sắt, 11 xe máy, hơn 11 triệu đồng và một số đồ vật tài liệu có liên quan. Qua làm việc ban đầu, những người này còn thừa nhận thực hiện 3 vụ móc túi khác tại khu vực chờ khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Thủ đoạn của họ là đi thành nhóm, khi trộm được tài sản sẽ nhanh chóng truyền tay nhau để đánh lạc hướng bị hại, đồng thời phân công người che chắn, cản trở nếu bị phát hiện rồi nhanh chóng tẩu thoát.